Theo nhiều ý kiến của các chuyên gia, nếu như việc thực hiện dự án lấn sông Đồng Nai được thực hiện, có thể sẽ khiến thu hẹp dòng chảy, tạo ra dòng nước xoáy chảy xiết. Theo đó thì khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất nhiều khả năng chính là Cù Lao Phố hay còn gọi là Cù Lao Hiệp Hòa. Đây là địa danh lịch sử văn hóa trên 300 năm tuổi của thành phố Biên Hòa, là nơi Nguyễn Hữu Cảnh khai phá đất Đồng Nai. Và ngay tại thời điểm hiện tại, nơi đây đã phải gánh chịu sự sạt lở nghiêm trọng nhiều năm qua, ghi nhận của nhóm phóng viên. Bản đồ thành phố Biên Hòa. Dễ nhận thấy, từ khu vực công trình đang thi công để vào sâu bên trong Cù Lao Phố chưa đầy 3 km. Cù Lao Phố còn gọi là Cù Lao Hiệp Hòa. Không phải ngẫu nhiên người dân xây bờ kè thành đôi, thành kép như thế này. 3 năm trước, bờ kè ngoài bị sụt lở một đoạn dài. Người ta xây dựng lại với hy vọng kiên cố hơn. Thế nhưng, sức dân đành bất lực. Lo ngại nhất là miếu bà trong ngôi đình Long Quế hơn 100 năm này có thể bị sụp hoàn toàn. Sạt lở rất là nhiều nên người dân người ta mới quyên góp tiền để làm cái kè này. Rồi người ta cũng đã làm lại một lần rồi nhưng mà bây giờ nó cũng nứt hết. Ven Cù Lao, sạt lở đã trở thành câu chuyện quen thuộc. Hơn 5 năm qua, nhà dân, đất vườn bị cuốn trôi nhiều bận. Có nơi bỏ hoang, không sinh sống được. Nó hút cát thì nó lở hàm ếch, nó hổ bên dưới. Cho nên bên trên là nó xuống một lần, nghĩa là có thể là chiều ngang 1 thước, chiều dài là có hơn. Đại này nó hút cũng để, nó chia ra bộ phận nhiều chỗ. Nó sợ sạt mất đất. Người dân ở đây phải tìm mọi cách để tự bảo vệ đất đai, nhà cửa, trồng dừa, liên tục đổ đá mi làm nền, cho đến cả bờ kè đá. Nhưng cát trôi đến đâu, nền sụt đến đó. Thấy thì thấy chứ còn chỉ biết nhìn thôi chứ còn làm sao. Nói vấn đề sạt lở là người dân không có khả năng mà có phương án nào mà để gọi là chống lỡ hết. Cái hút cát là phải nói là tuyệt đối. Không có thể nào mà hút cát được nữa, tại vì cái dòng sông này nó sạt lở quá nhiều, chỗ này nó sạt lở quá nhiều. Không chỉ có nỗi lo sạt lở nhà cửa, mà nỗi lo mất đi những miếu mạo, đền thờ cũng làm người dân mất ăn mất ngủ. Mảnh đất Cù Lao này đã có trên 300 năm tuổi kể từ khi được khai phá. Những công trình lịch sử hàng trăm năm qua vẫn uy nghi bên dòng sông Đồng Nai. Mà nhắc đến, người ta không khỏi ngưỡng vọng. Thế nhưng, nỗi lo cát tặc chưa hết, lại đến nỗi sợ dự án làm thay đổi dòng chảy. Đất Cù Lao cũng nổi trôi như chính tên gọi của mình.